Dạ, mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ dành riêng một cái video để chia sẻ về cái cách vá bóng phao anh chị và các bạn. Vá bóng phao là vá bóng này nè, bóng này bị xì á. Tại vì nhiều anh chị và các bạn á, khi lấy hàng này về á, buôn bán á, thì có inbox lại cho em là cái sản phẩm này nó bị xì nhiều quá. Thì anh chị và các bạn lưu ý giùm em ha. Nếu như bán một sản phẩm bóng phao này á, thì mình phải biết cách vá. Đương nhiên á, là cái sản phẩm bóng phao này là nó không thể nào hoàn hảo 100% được, nó sẽ bị xì. Có thể là mình lấy 10 nhưng cho đó nó xì khoảng 1-2, hoặc là lấy 100 thì nó xì trong đó khoảng cỡ vài cái ha. Thì anh chị và các bạn khi xì thì anh chị và các bạn phải cố gắng là biết cách vá. Thì cách vá như thế nào thì em cũng đã làm video nói chia sẻ rồi, nhưng mà cũng nhiều anh chị và các bạn cũng chưa có biết cách vá mấy. Thì hôm nay em sẽ dành riêng cái thời gian để em chia sẻ và hướng dẫn cách vá chi tiết luôn, từ A đến Z luôn ha. Thì đầu tiên để mình vá được cái hàng bóng phao anh chị và các bạn, thì anh chị các bạn chuẩn bị cho em một, thứ nhất là gì, là một cái chai keo ha. Cái này là em lấy chai, tại vì em cái sản phẩm số lượng ít em mua cái chai keo nhỏ ha. Còn anh chị mà số lượng nào mà nhiều á, hoặc là mua để sử dụng dài thì mua chai keo lớn một xíu. Cái thứ hai là mình phải lấy cho em một cái chén ha. Chén để làm chi, để khi mình nặng keo vào đây á, khi cái keo nó khô anh chị và các bạn, cái keo dán ống này nè, nó khô á, thì mình sẽ lấy cái miếng keo đó ra bỏ luôn, thì nó sẽ không bao giờ chén anh chị và các bạn. Và mình lật cái bề đít này lên để làm chi, để cho cái không khí nó lọt vào trong này nè anh chị và các bạn, nó lọt vào nhiều quá để anh chị, để keo của mình nó sẽ nhanh khô hơn. Đây thì anh chị khi mua keo này về nè, anh chị ở đây có cái đầu nắp đầu nhọn nè, anh chị xơm. Hình như là cái này nó không lủng. Nếu nó không lủng thì anh chị có thể dùng cái kéo hoặc là cái cây gì nhọn nhọn mình đâm vào ha. Đây lủng rồi nè. Thì em sẽ nặng keo vào luôn. Đây, em sẽ nặng keo vào ha. Ở đây thì em vá cái số lượng ít làm demo review cho anh chị thôi, thì em không có nặng keo nhiều ha, để tiết kiệm thời gian. Tại vì keo nhiều thì cái thời gian nó khô, nó sẽ lâu. Đó. Thì sau khi anh chị sử dụng xong thì anh chị đắp lại để dành tiếp theo đợt sau mình xài. Lưu ý giùm em nè, cái tiếp theo mình sử dụng một cái tăm ha. Ở đây không có cái, anh chị các bạn nào không có cái tăm thì mình có thể rót một cái chia nhỏ nhỏ anh chị các bạn ha. Lưu ý giùm em là cái keo này là keo nhựa PVC, là nhựa dán ống. Khi anh chị và các bạn đổ ra chén thì anh chị và các bạn lưu ý là phải để cho em khoảng có từ nửa tiếng đến 45 phút nha, là mình để khi nào cái keo này nó sẽ nhựa kẹo 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 lại, thì để một xíu nữa em sẽ cho anh chị thấy cái keo nó nhựa. Thì để làm chi, nếu như anh chị và các bạn sử dụng cái keo này liền á, đây em sử dụng liền, thì cái sản phẩm nó nóng, nó sẽ bị chảy anh chị và các bạn ha. Nó nóng và nó chảy, nó sẽ ra màu á. Đây ví dụ như em đang làm thử cái này nè. Ở đây em đang hy sinh con này luôn nha, em đang hy sinh con cá này luôn á, để demo cho anh chị và các bạn xem. Anh chị và các bạn thấy không? Đây khi em để keo trực tiếp nóng nè, nó lên trên này là sẽ làm bị chảy cái sản phẩm này ra nè, anh chị các bạn thấy không? Chảy keo ra. Tại vì khi những nè, anh chị thấy không? Khi á, những cái chỗ mà mình giá, ví dụ lủng chỗ này á mà mình đắp vô đây á, là nó sẽ bị gọi là nó sẽ ra màu những chỗ này nè, là nó sẽ làm xấu cái sản phẩm của chúng ta đi đó. Nên chúng ta phải để cho cái keo chúng ta khoảng từ nửa tiếng 45 phút. Thì để cái thời gian nó qua đi á, thì em sẽ để ha, em sẽ để nó qua đi. Và tiếp theo là cái sản phẩm này, bây giờ em sẽ demo luôn. Bây giờ cái sản phẩm này em có một loại nè, một cái đó là cái chiếc máy bay nó đã xì rồi nè. Đây đâu rồi, cái lỗ lủng đâu rồi. Cái cách tìm cho lủng này á, thì anh chị và các bạn á, là mình á làm theo cách vá xe ha. Vá xe có nghĩa là sao? Là mình múc một thau nước. Ở đây em không có dùng nước nha, em làm demo thôi. Anh chị múc một thau nước rồi anh chị bơm cái sản phẩm này lên nè, mình bơm căng lên. Đó. Rồi sau đó anh chị và các bạn để cái sản phẩm này vô thau nước, anh chị đè xuống ha, thì cái chỗ nào lủng là chỗ xì bọt giống như vá xe vậy thôi. Thì ở đây em có một cái chỗ là chỗ lủng nè, anh chị và các bạn thấy không?
Đây, cái chỗ lủng của em chỗ này ha, em sẽ làm dấu. Em sẽ để đây một tí nữa em sẽ vá cho anh chị các bạn xem. Em đổi keo cho nó nguội. Khi nào coi keo nguội em sẽ vá. Khi anh chị và các bạn vá thì anh chị và các bạn hãy nên cố gắng là đè cái hơi của cái sản phẩm này cho nó ra hết nha. Mình đã làm dấu cái sản phẩm này rồi, mình đã biết cái chỗ xì nó rồi thì mình hãy xì cái này ra hết. Đây cái lỗ lủng của em chỗ này ha, chỗ này. Rồi tiếp theo nó sẵn việc sẵn ở đây luôn, thì ở đây là con siêu nhân nó chưa có bị xì, thì em sẽ làm một cái cho cụ thể luôn. Em sẽ đâm cho nó bị xì lủng ha, em đâm luôn ha, em đâm lủng lỗ ha anh chị các bạn ha, ngay chỗ này nè chị các bạn thấy không, đây ngay chỗ nè, chỗ này lủng lỗ nè, thì cái sản phẩm từ từ nó sẽ bị xì và nó xẹp ra luôn ha, nó xẹp ra luôn. Đây anh chị để anh chị, tại vì khi cái sản phẩm này về anh chị và các bạn, con em mình nhiều khi chơi á nó sẽ bị va chạm vào hàng rào hay là những vật nhọn khác nó bị xì á, thì anh chị và các bạn cũng có thể vá lại được. Hoặc là cái cách này mình cũng thể áp dụng cho những cái phao tắm anh chị và các bạn, mình vẫn vá được ha. Đó cái lỗ lủng ở đây anh chị và các bạn, rồi em cứ để tâm đây. Rồi cái nhiệm vụ của mình cuối cùng là mình sẽ đợi thôi, đợi keo ha, đợi keo cho nó khô, là đợi cái này cho nó khô nè. Thì để cái thời gian đợi đi thì em sẽ bấm đứng video ha, một xíu nữa cho anh chị và các bạn xem cái keo nó gần chết. Và nếu như anh chị và các bạn muốn cho keo chết nhanh á, thì anh chị và các bạn cũng có thể đem cái này ra ngoài nắng mình phơi ha, mình phơi mình canh khi nào cái keo nó nhựa nhựa được rồi. Còn không á, thì anh chị và các bạn cũng có thể quậy lên ha, cũng có thể quậy lên rồi mình dùng hơi thổi cũng được. Theo hiện tại em biết á, thì cái keo này vá được, nhưng mà không biết ở ngoài thị trường còn keo nào nữa không thì không biết. Tại vì theo cái trải nghiệm của em mà lúc trước đi buôn bán á, thì em thấy keo này vá được nên em chia sẻ cho anh chị và các bạn để biết cách vá mà khắc phục cái lỗi bị xì ha. Giờ keo nó cũng gần chết rồi nha anh chị và các bạn. Đây em sẽ cho anh chị và các bạn xem nè. Nó anh chị và các bạn làm sao mà cái keo của mình nó cảm thấy nó cỡ này nè, nó có một cái sự, nói chung là không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà mình kéo keo lên nó có một cái đường thẳng, nó dính dính gì nè, nó dính. Còn cách thứ hai nữa là mình cảm thấy không còn nghe mùi hôi keo của cái chân ống nữa anh chị và các bạn, không còn nghe mùi keo nữa thì mình sử dụng được rồi đó. Thì bây giờ em sẽ sử dụng ha, em sẽ sử dụng cái giá đẹp. Cách giá mình giá đẹp hay giá xấu hay không là do cái tay của mình nữa nha anh chị và các bạn. Cái tay mình khéo thì mình sẽ giá sản phẩm đẹp ha, còn cái tay mình mà không khéo thì mình sẽ giá sản phẩm nó xấu thôi. Đó là do cái kỹ năng của mỗi người ha. Ở đây cái lỗ lủng ở chỗ này đúng không, đây em sẽ đắp cái keo lên ha. Những cái lỗ nhỏ thì mình đắp kiểu này được nha anh chị và các bạn, còn những cái sản phẩm mà bóng phao nó gắt một cái lỗ to bự luôn á thì anh chị và các bạn phải dùng cái kéo ha, cắt cho em một cái miếng khác cùng màu rồi mình đắp lên như thế này. Thì em sẽ giá những cái lỗ nhỏ này trước, rồi một xíu nữa em sẽ chia sẻ về cái lỗ bự luôn. Tại anh chị biết sao không, tại vì khi cái lỗ bự á mình đắp cái keo này lên á thì nó sẽ lọt vào bên trong luôn á, cái keo nó sẽ chảy ra bên trong luôn á anh chị và các bạn, nó chảy ra bên trong sẽ dính vô cái lỗ bên kia luôn á. Thì anh chị và các bạn muốn cho cái keo nó dính á thì anh chị và các bạn chỉ đắp lên gì thôi, đắp lên như thế gì vậy, rồi anh chị để riêng một bên ha, có thể mình để ngoài nắng hoặc là mình để chỗ nào có gió để cho gió thổi nhanh để keo nó chết, thì khi nó chết thì sản phẩm nó sẽ bị cái sản phẩm nó sẽ dính lại ha, keo sẽ dính lại. Anh chị và các bạn kỹ thì anh chị và các bạn có thể đắp hai lớp, có thể là cho keo đó nó chết rồi mình đắp thêm một lớp nữa tùy theo mỗi người thôi. Đây cái đó em để riêng ha, xíu nữa em sẽ cho coi lại. Ở đây là con siêu nhân nè, con siêu nhân nãy em đâm lủng anh chị và các bạn ha, đâm lủng ở chỗ này ha, rồi bây giờ em vá luôn. Tốt nhất là mình nên để keo gần chết anh chị và các bạn, tại vì để keo gần chết thì mình vá rất là nhanh, keo nó vô đây rồi nó mau khô, tiết kiệm thời gian cho mình, nó không bị chảy màu nữa, chảy màu giống như lúc đầu em nói con cá kia ha. Tại vì khi anh chị và các bạn mà để keo mới cho nó chảy màu giống như con cá cơm mà lúc đầu em làm cho anh chị các bạn xem á đó. Đó anh chị các bạn cứ để ý một xíu đi, một xíu nữa em sẽ coi cho cái keo nó dính ha. Thì khi anh chị đắp vào đây anh chị để một xíu nữa sẽ dính rồi. Cái kia thì em để ha, còn ở đây em đang hy sinh con cá cơm này để anh chị, để em làm cho anh chị và các bạn thấy cái mẫu ha. Thì ở đây là em ý em làm là gì, ở đây là em sẽ làm cho một cái lỗ to luôn nè. Đây cái lỗ này lỗ cực kỳ to em cắt rồi ha, cái lỗ bự lắm nha anh chị và các bạn. Thì để dán cái lỗ này á thì anh chị cũng đắp keo lên, rồi anh chị làm gì, anh chị dùng cái kéo anh chị cắt một cái miếng khác ha. Bây giờ em dùng cái kéo em cắt bỏ một miếng khác nè, miếng trong ha,
đây em sẽ cắt bỏ đại đi, tại vì cái này em đã hy sinh rồi. Đó, những cái con nào mà nó gắt quá thì mình có thể bỏ ha, để mình làm cái linh kiện để mình vá con khác. Đây thì anh chị và các bạn cũng đắp lên giùm cho em bằng cái keo nè. Anh chị và các bạn đắp xung quanh này nè, đắp hết xung quanh keo này. Đó, anh chị và các bạn đắp hết, em ở đây em ví dụ thôi nha, chứ không có làm cố định đâu. Rồi anh chị tha cái keo này lên đây nữa, tha lên đây một lớp nữa. Kỹ thì anh chị làm nhiều lớp. Rồi sao anh chị đắp vô đây nè. Đó, anh chị đắp lên. Anh chị đắp lên như thế này. Là anh chị để một xíu thì cái keo nó khô, nó cũng dính cái sản phẩm lại luôn, nó cũng được luôn nha anh chị và các bạn. Đó. Rồi, còn những cái con cá, những cái sản phẩm mà nó gắt theo cái đường này nè anh chị các bạn. Gắt cái đường này nhiều như bự cá này nè. Đó. Nó gắt như thế này á thì nếu mình vá được thì vá nha, còn vá không được thì mình bỏ nha anh chị các bạn. Cái lỗ bự bự cái này thì em cũng bó tay rồi, em không biết cách vá đâu. Đó, thì những lỗ nhỏ thì em chia sẻ cho anh chị thôi. Đó, còn những lỗ to này thì mình nên bỏ luôn đi. Mình làm cái sản phẩm này để mình cắt những mình đắp lại những cái con cùng màu á. Rồi, đợi em một xíu để em sẽ cho coi cái keo khô ha. Đây anh chị và các bạn. Ở đây keo á là nó sẽ gần chết nè anh chị và các bạn, nó gần chết nha. Thì như thế này thôi, thì mình sẽ đắp keo vô đây rồi mình để khi nào keo nó chết hẳn, nó khô hẳn, có nghĩa là anh chị lấy cái tay á, anh chị gờ ở trong này nè. Ở đây là keo em chưa có chết hẳn ha. Mình cứ để khi nào keo nó chết hẳn luôn á là mình gời tay vô đây nó không dính keo nữa thì mình hả bơm sản phẩm này lên ha. Chứ mình đừng bơm liền nhiều khi nó chưa dính vào cái sản phẩm này á, thì mình bơm lên nó sẽ bị xì nữa nha anh chị và các bạn. Ở đây cũng vậy, cái sản phẩm con xương nhân bên đây cũng vậy nè nha. Đó, cái chỗ này là chỗ xì nãy nè. Đó, cái keo á mình giá là nó sẽ nóng, nó sẽ bị chạy nhiều khi nó mình để rất là lâu rồi đó, nhưng mà khi mình để vô nó vẫn còn nóng nha anh chị các bạn. Đó, nó có sự dặn dãn á. Anh chị và các bạn có nhớ là mình phải để cho keo nó chết rồi mình hả bơm lên. Đây anh chị và các bạn xem ha, xem nè, khi cái keo mình nó chết là nó sẽ gì nè. Anh chị sẽ lấy cái tay anh chị gờ vào đây nè, anh chị vào và gờ vào đây là nó sẽ không có dính keo, là keo nó sẽ chết rồi. Thì anh chị nhìn cái keo là cái chỗ giá nó nhìn biết liền ha, là mình kéo vô là nó có sự co giãn nè, nó co giãn. Nhưng mà cái này nó chưa chết mấy, anh chị phải để cho khô thì nó sẽ dính, nó khô luôn. Đó, cái này là con siêu nhân nãy em bấm ha. Còn đây là chiếc máy bay nè. Chiếc máy bay này là nãy nó bị lủng chỗ này nè. Đó, em chích keo vô nè, anh chị thấy không? Keo nó dính, nó chết rồi là nó sẽ như thế này nè. Nó có sự dặn dãn, anh chị thấy không? Nó có sự dặn dãn nè. Đó. Nhưng mà anh chị để qua đi, để có thể qua ngày á, thì cái keo nó sẽ chết, cứng lại luôn. Thì nó sẽ lành cái chỗ này lại. Anh chị các bạn ha. Đó. Thì như thế anh chị và các bạn bơm lên thì nó sẽ không bị xì nữa. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới. Nếu như có gì mà khó khăn trong quá trình vá này á, thì cứ để lại bình luận cho em, để lại bình luận ở dưới ha. Em xem rồi, nếu như có gì á, thì em sẽ hỗ trợ thêm. Thì nó chỉ vậy thôi. Đó, như vậy là mình đã vá xong cái sản phẩm rồi đó. Rồi, chúc các bạn và anh chị có thể vá được nhiều cái sản phẩm của mình khi bị lỗi ha. Tại vì bán cái hàng này thì mình phải chấp nhận cái điều đó là bị lỗi sản phẩm rồi. Lỗi cái quá trình mình bơm nữa, do mình bơm nó bị giãn nở không đều, nó bị xì á, thì mình phải biết cách vá đó.